Mới trở về cuộc chiến đã còn thiết phải nhiều lời. Giờ đến bắt mày uống chưa đéo phải là rượu mời. Tiếp cho thằng people là mày chọn đã đúng nơi. Trước thêm mấy thằng fan ngu dốt của mày tao cũng chơi. Mới trở về cuộc chiến đã còn thiết phải nhiều lời. Giờ đến bắt mày uống chưa đéo phải là rượu mời. Tiếp cho thằng people là mày chọn đã đúng nơi. Trước thêm mấy thằng fan ngu dốt của mày tao cũng đéo chơi. Đéo hiểu là mày to cơ nào mà suy nghĩ chỉ ngang độ tuổi body bo. Không đủ trình để qua si rap line nên mày vẫn ngóng chờ và đi ra đi vô. Mượn độ nóng trận chiến Bắc Nam để trả thù riêng con cô đai để làm màu. Các gì mấy thằng bị si đa nhưng mà vẫn tự xung phong mình để hiến máu. Bài nhạc của mày có nghe đổi một chữ nào không? Đều có mất công phát cả mày ngày đêm ngóng trông. Ta chỉ thấy từ nào ra Bắc thì ai cũng chắc đời ta đó nó phát luôn lưới lượng. Còn mày yếu ớt như là lý cây bông. Voi còn thì như đơn giản đỉa. Flow giật giật như một thằng động kinh. Thật không may là mày lại nói mỉa đụng chạm vào đúng cái mảnh đất động kinh. Flow của tao càn quét cho mày nát bét. Mày hết bốc phét pha mày khóc thét pha mày cứ ghét. Tao thì vẫn fresh tao vẫn hay ghê. Mà thằng cay phê lại ở đó mà cay đệ. Như thế này thì làm sao mà đỡ nổi. Chắc bây giờ ngồi nuốt cả phim thôi. Bọn mày lại không chơi xanh chín rồi. Đừng mà đúng chỗ nhột run rẩy tay tím môi. Bước chân vào cuộc chiến đã cần thiết phải nhiều lời. Dưới đây bắt mày uống chưa đéo phải là rượu mời. Tiếp cho thằng people là mày chọn đéo đúng nơi. Chắc thêm mấy thằng fan ngu dốt của mày tao cũng chơi. Bước chân vào cuộc chiến đã cần thiết phải nhiều lời. Dưới đây bắt mày uống chưa đéo phải là rượu mời. Tiếp cho thằng people là mày chọn đéo đúng nơi. Chắc thêm mấy thằng fan ngu dốt của mày tao cũng tao chơi. Tao thấy thằng chuột pi mày là kỳ thiệt mà đã kỳ rồi đây còn duyên. Ngắm hướng này nhưng bắn hướng nọ đúng thiệt mày là một thằng chó điên. Tao mới thở ra vài câu chưa phải tất cả đã khiến mày phải vất vả. Bảo đất Bắc đây còn ai chống trả chắc cái đó nơi đây chỉ còn lại đất đá. Chơi áo cây bê đê nhưng mà sao mày lại thù do bắt là chị cũ của 2 năm trước nhỉ? Hay phải chăng đi mai đéo ai khen em mày lộ bản chất cái cú như một con đàn bà. Góc vào bàn là kiểu đéo gì mà đến bây giờ vẫn đù mẹ đù cha. À mà khoan ta phải xem xét lại xem thằng people nó là công mày thụ nha. 2018 rồi mày ra trận vỗ ngực mày đỉnh chỉ bằng có vần đôi. Thì dù 10 hay 20 năm nữa mày vẫn chỉ như một thằng chó đần thôi. Did you see rap phải dùng đến chân giữa. This AC thì dùng đến lông chân. Vậy nếu tao mà diss thằng chupi thì có lẽ tao chỉ cần dùng đến chân không. Tao vẫn dám tự bước ra dù chỉ có một mình ta một đường một cây mai một con bít rồi ra trận một ngựa một tướng. Tao vẫn sẽ lột xác từng thằng binh bét mà vẫn đòi đôi đốt vương kêu hết tất cả lũ chúng mày rồi tao đắp chiếu và đốt hương. Chiến tranh đã qua đi được nhiều năm, có người quên, có kẻ nhớ, có những thứ đã biệt tâm, được làm mờ, có những thứ được phổ thơ. Không ai bắt mày phải sống trong thờ ơ, nhưng mà lấy cớ để mà phân biệt vùng miền thì địt mẹ bọn mày sao mà khờ quá. Dù Bắc dù Trung mấy năm chúng ta đều chung sống ở một nhà cơ mà. Và GVA vẫn là một tổ chức được gây dựng bởi ba miền tạo ra. Trong những thằng chửi chế độ, bao thằng đã đủ tuổi công dân. Mày đi ra đường mày đéo để mũ bị bắt lại đổ do công an ăn phần. Xong rồi về nhà mày lại cào bàn phím thi nhau tranh phân. Và cứ như thế từ lúc nào mày đánh mất đi bản thân. Rap Việt thì vẫn mãi chỉ là rap Việt. Rap phải làm chết dần đi nhưng chắc tuyệt. Ai cũng muốn tỏ ra mình là ác liệt. Vậy thì thằng nào sẽ là sự khác biệt.